Dạ không anh ơi. Là mình không có tiền để mình quen bạn gái, hay là mình sợ mình quen bạn gái rồi không có tiền nuôi được gia đình? Dạ sợ về mẹ gái không có tiền lo cho gia đình. Đắt quá Quá trời à. rồi. Cái bếp ga mà để vậy luôn hả? Không có tiền nâng nền luôn hay sao chú hả? Tiền đâu năng không có đủ bả đi bán, ngày có 200 tờ giấy số rồi xây sở hai nhỏ đi học. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại cái tàu hạ của huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp, cô bác quý anh chị, để tìm về hoàn cảnh của chú này nè. Thì theo được một số người dân giới thiệu thì chú nhà chú có tất cả là 5 người con sống trong một cái căn nhà nền này, cô bác quý anh chị. Chào chú. Nhà mình nghe nói là tới 5 hộ gia đình mình khổ khổ hả chú hả? Khổ dữ lắm. Rồi tôi bị bệnh đó, rồi không có làm bánh mì, thức từ khuya quá đó, rồi làm bánh mì không được. Rồi bị bệnh đến cái bệnh viện Nhị Bình đó, chị cũng năm mấy. Rồi giờ không có làm gì được. Em này là con của chú. Thằng này thứ ba, nó chưa có gia đình. Em là thứ ba. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 27 rồi. 27 hả? Dạ. Còn người thứ hai? Người thứ hai thì ở ngoài Bình Dương á. Dạ. Rồi nó có vợ ngoài Hà Tĩnh, nó rồi. cũng theo bên vợ luôn. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Còn hai thằng nhỏ hai. song thai nó đi chơi rồi. Song soi song sinh không không sinh năm nay nó học lớp 4 rồi. Rồi vợ chú đâu? Đi bán vé số chưa về. Dạ. Em tên gì? Dạ Tính à. Hiện nay em làm gì giúp gia đình? Dạ em làm công ty cá mà. Tháng được nhiêu? Dạ chừng 5 triệu mấy, 6 triệu. Ở nhà mình cắt lâu chưa mà con thấy ở trên này mục hết à? Cắt cũng lâu rồi. Dạ. Nhà ở trong hẻm mà cô bác quý anh chị thấy kìa, gác bên đó. Thôi cho con vô tham quan nhà cái hên. Rồi rồi rồi, vô cứ ở nhà vô. Cô bác quý anh chị nè. Trời trời. Đụng ơi. Một quá trời. Một hết à. Cho đi chú. Dạ. Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay năm 51. Con của chú luôn hả? Cái này cháu nội nè. Vợ nó đi, vợ thằng nãy đi rồi bỏ lại nuôi giờ nuôi cháu nội. Ôi nhà cơ. Phải nói là nhà mình có sổ hộ nghèo gì không chú? Có cận nghèo. Cận nghèo hả? Cần coi cái sổ cận nghèo không? Dạ được rồi. Ôi. Mưa gió đi ra. Cái này mưa gió rồi sao chú? Thì mưa phải chịu chứ sao giờ. Vậy hả? Nhà mình không có đất cát gì hết hả chú? Đất thì ở đây có đất, nhưng mà không chỉ có đất tiền đất cắt. Ở thôi ha. Đất nhà chỉ đủ ở vậy. Dạ sâu giống không? Ôi đang thôi. Ôi trời 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 trời, cái tủ này cổ lũi cổ dữ lắm rồi, lỗi xỉ hết rồi. Người ta cho mà ta cho chú luôn hả? Dạ chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 52, lớn hơn tuổi. Ở trong mặt đèn giùm anh được không? Em tên gì em quên rồi. Dạ, tính tính tính. Ôi ổ điện gì đó hả? Dạ. Trời ơi nó giật chết trời ơi. Giật chết tính ghê vậy? Dạ trời ơi ông nội ơi. Trời trời. Nói này sự sống và cái chết cái bên nhưng mà giờ. Giờ mới thấy luôn á không? Cái cầu chì mà là em làm thấy ghê vậy tính. Dạ tại nó lâu lâu nó chạp nó cháy tùm lum hết trơn. Trời trời trời. Công gì luôn. Cái nhà này gọi là sống trong ngôi nhà mục nát thật sự mà sắp sập luôn á chứ không phải giỡn đâu. Sắp sập. Mưa gió sao tính? Dạ nó dột từ lưa. Dột từ lứa ra nào mối một cả. Nào. Cái nhà này của chú là cất được bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu dữ lắm rồi, cất cách này cũng hai mấy gần 30 năm rồi. Cái bếp nè nội ơi. Dạ. Trời 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 trời. Nhà cũng không có em nhà tắm gì, anh cảm thấy hồi hộp với tính. Dạ không sao anh ơi. Tự nhiên đây. Giúp đỡ được nhiều mừng dữ lắm. Bị đắt quá rồi. Quá trời à. Cái bếp ga mà để vậy luôn hả? Không có tiền nâng nền luôn hay sao chú hả? Tiền đâu nâng không có đủ bả đi bán, ngày có 200 tờ giấy số rồi xây sở hai nhỏ đi học. Không thì bệnh nữa. Tôi bệnh đâu có làm gì chú, lúc chú bệnh gì con quên rồi. Bệnh gì? Gì gói loạn tiền đình. Gói loạn tiền đình đó, chị ở Nhị Bình đó. Gói loạn tiền đình là leo cao không có được á. Cô bác quý anh chị biết không, vô nhà của chú á, mình thì không dám đụng vô một sợi dây điện được á. Đặc biệt là điện mà chú truyền, con thấy là con là nổi óc luôn á. Nè, cô bác quý anh chị thấy nè,
ở trên này là một cái cây mục nát trên này ha, rồi những cái cọng dây điện nó sẽ luồn luồn ở đây, và ở trên này cái mái tôn trên này á là có thể dột bất cứ lúc nào, mà cái ổ điện này chú cắm này các bác quý anh chị, cái này nó chạm chỗ chắc giật luôn, chạm một cái giật nghe là không còn sống luôn, ghê quá. Còn cái nền ở dưới này nè các bác quý anh chị thấy nước ngập cái... nó lại nghiêng cái bếp ra, cái bếp ở đây nè nó lại nghiêng ở dưới kìa, nước ở dưới là nước thủy triều, nước lên là nước ngập nước, ở trên này luôn hả chú? Ngập. Trời ơi, 5 người con mà có một gia đình một người, còn lại 4 người hả chú? Nhà vệ sinh này cô bác của anh chị. Nhà vệ sinh này tắm là trong thầm lặng luôn chú ơi. Ôi ơi, này đúng là căn nhà một nát dự sự quá trời luôn á. Chú gì con, chú tên gì con quên à? Tên Liêm. Chú Liêm hả? Ừ. Còn đây là cái máy giặt này là tên để giặt trong gia đình đó, mua nó được ha chú, mình mua hả, hàng con nó cho. Trời ơi cô bác quý anh chị thấy nè, cái tủ đồ không nóng lạnh không tới nè. Còn đây là cái giường nè, cái giường này là của hai vợ chồng ngủ đó trong này hả? Hai vợ chồng hai cha con nó đó, vợ bỏ đi rồi hai cha con nó ngủ trong đó đó. Con thằng Hải đó, thằng dắt cái xe ra đi đó, là vợ bỏ đi hả? Vợ bỏ đi rồi, là ly dị hả? Không có ly dị mà hai nó gặp nhau rồi vợ ở chung không được rồi nó bỏ đi, không có cưới ha, không có cưới, nhà chỉ có được hai cái chiếc giường thôi à. Ừ, một cái chiếc giường ở bên đây nè, là hai cha con bé mà nằm coi điện thoại trước á. Ừ, cháu nội. Còn cái chiếc giường đây là của ai chú? Của tôi với bà. Nhà chú có một cái bóng đèn duy nhất nên thấy mờ ảo ảo, không biết ở trong clip có thấy được hay không. Có nhà này tính ra là được một vách tường duy nhất luôn á trời. Có một miếng vách tường một cái. Vách tường này thì bằng gỗ nè. Cái này là vách là bằng gạch là duy nhất luôn. Cô bác của anh chị thấy nè. Mỗi đóng là nó mồi. Thật ra thì sống ở trong cái ngôi nhà này là con công nhận là chú gan thiệt luôn á. Vậy chứ sống với làm sao giờ? Mưa gió này sập rồi điện giật chứ không phải giỡn đâu. Nè nào ơi. Quá trời khổ rồi, giờ sao giờ không có làm gì được. Cái này chắc khoảng 30-40 năm gì hả chú? Ba mấy 40 năm rồi đó. Cây một mục hết trơn luôn. Là một ngày là chỉ sống trong nhờ vào cái tiền lời từ 200 tệ số của bà. Với lại em có làm phụ cho gia đình không? Có mà. Dạ có. Thì nó chịu tiền điện, tiền nước đó. Năm nay là em 20 27 rồi. 27 mà chưa có vợ hả? Dạ. Trời. Hả? Nghèo hay bà tiền đâu có vợ. Muốn có vợ không? không nghĩ tới hả? Cô bác quý anh chị thấy nè, cánh cửa này kéo ra ngoài sau nè. Coi cả nhà. Nào ơi, nào. Nhà của em là dột nát, nhà của chú là dột nát thật sự luôn á. Nhà anh Sang đó. Nhà anh Sang này không hề hớn gì đâu. Quá trời luôn. Một cái ánh sáng mỗi lần trời mưa cái ngủ không có được, gầu hết sức vậy đó. Dạ, nó dột tùm lum chăng. Qua đây đi tính. Dạ. Ngồi đi. Anh Liêm hả? Anh Liêm với tính hả? Ngồi đi, ngồi đi em nói chuyện chơi. Cháu nội. Ngày xưa giờ là gia đình mình là gặp khó khăn vậy luôn đó hả tính? Dạ khó, lúc ba em bệnh mấy năm trước rồi. Này ngồi đi nào. Dạ không sao. Để đi. Ngồi đi. Gặp biến cố anh thì không có ai làm cái thu nhập. Lúc trước là chú Liêm là nhà làm nghề gì? Làm nghề bánh mì. Làm nghề bánh mì mà làm ngày làm đêm luôn, nặng nuôi con. Dạ. Thì, rồi cái thời gian cái lo âm lượng nó nhỏ như mình. Bắt nhỏ là cho bé đấy đâu bé khóc. Thời gian cái bệnh cái đâu có làm được, người ta xuống nhị bình, người ta nói giờ cái nghề thức đêm thức không được. Dạ. Thành ra không có làm. Đó. Là cái người con thứ hai là không có tiền cưới gả rồi đi theo ở hay sao? Thì nó cũng đi theo, nó cũng cặp rồi, nó đi về Bình Hà Tĩnh nó ở rồi. Đàn thứ hai. Rồi em không có ước mơ cưới vợ là vì mình nghèo quá hay sao? Dạ. Bây giờ ai chịu em có cưới không? Dạ chắc không ai chịu, người quá thì nghèo rồi. Quá thì nghèo hả? Mình nghèo nhưng mà mình chí đủ lao động làm ăn chắc ta cũng chịu mà. Hay là sợ mình không có tiền tổ chức đám cưới? Đâu dạ. Có người ta thấy là người ta sợ rồi, ai đâu chịu. Chú ngồi người ta lại người ta dòm, người ta thấy cái cảnh như vậy rồi.
trong khi chú không có làm gì được nữa, rồi bả thì bán vé số chỉ có đủ hai nhỏ ăn học thôi à, rồi lấy gì đâu mà tiền gì nuôi con người ta. Em thấy hồi đó giờ có bạn gái không? Dạ không anh ơi. Là mình không có tiền để mình quen bạn gái hay là mình sợ mình quen bạn gái rồi không có tiền nuôi được gia đình? Dạ sợ quen bạn gái không có tiền lo cho gia đình. Dạ hả? Ngà tháng tháng em làm được 5 triệu. Dạ. Mỗi ngày tương ứng với 175 ngàn. Dạ, dạ. Thì em ăn uống người ta lo hay sao? Dạ công ty lo buổi cơm trưa anh, còn cơm sáng cơm chiều, sáng mình ăn sáng, chiều nhiều khi về nhà. Mỗi ngày em còn dư lại, mỗi tháng em còn dư được bao nhiêu tiền? Dạ chừng 3 triệu mấy. Em phụ tiền điện với gia đình? Dạ. Tiền điện với tiền nước. Tiền điện với tiền nước. Là còn dư lại 3 triệu mấy. Dạ nước đo này kia nữa. Hiện nay còn có em có hút thuốc không? Dạ có. Có hả? Hiện nay thì tích lũy được bao nhiêu rồi? Em đã dành được mười mấy triệu rồi. Đã dành được mười mấy triệu hả? Dạ, không đủ sửa. Không đủ sửa ngôi nhà. Mình để dành lại tích lũy để sửa nhà hay sao? Dạ. Ờ, em làm được mấy năm rồi? Làm được 5 năm mấy rồi. 5 năm mấy hả? Dạ, khoảng 5 năm, 5 năm mấy. Mà dư... mười mấy triệu. 5 năm dư mười mấy triệu. Dạ. Thì khoảng 20 năm nữa thì mới đủ sửa ngôi nhà. Cái này nó sập đè chết luôn. Đè chết luôn rồi. Ngôi nhà này nói thiệt với chú Lim á, là ngôi nhà của mình chắc qua đợt mưa này không biết là nó còn chống chịu nổi hay không á. Quay một vòng cho cô bác quý anh chị xem nè. Đang khổ. Cái tủ này người ta cho nè, một nét ở dưới này, cái cửa dưới này bên đây nè cô bác quý anh chị. Nói chung là nhà chú á, mùa xuân á phải mát lắm, mùa hè này mát. Chú có con em có ước muốn gì không Tính? Dạ em muốn sửa nhà cho nhà có người gia đình em ở, ba mẹ em ở đàng hoàng á. Ừ. Mưa gió dột nát em đi làm cũng không yên tâm. Với có em bé nữa. Ừ. Cái nói sau mình làm cũng lo quá. Không dám yêu luôn, nghèo khổ quá không dám yêu luôn. Dạ. Chứ biết sao anh vừa ăn rồi không lo đủ nữa. Thường ngày nhà mình là chi tiêu là bao nhiêu tiền? Ngày cũng trăm mấy chứ đâu có ít. Đồ ăn, đồ uống, đồ này kia. Rồi hai nhỏ đi học. Hai thằng song thai nó học được lớp 4 rồi. Song thai là lớp 4 hả chú hả? Ừ. Vậy là cái đó là mốt hay sao? Hay là cái đẻ thằng thứ 4 rồi 13 năm sau cái dở kế hoạch. Nó đẩy ra hai thằng song thai luôn. Là ra 5 người con? 5 thằng trai luôn. Hàng chi là con biết dở kế hoạch mà. Ờ, 12 năm sau. Chú có ước muốn gì không? Thì chú muốn làm sao mà quý cô, quý chú, quý bác làm sao mà giúp đỡ cho có được cái nhà để che mưa, che nắng. Vậy đó. Chú có bao nhiêu anh em? Bên dòng sau thì được 3 anh em. Còn dòng trước thì ông già ông đi rồi, có mình một à. Rồi bà già thì giờ bà sống với ông sao, bây giờ không có ở với mẹ, thì lâu lâu cũng về. Bà ở quê bên Tiền Giang. Dòng sao thì ba anh em. Ờ dòng sao ba anh em. Chú ở dòng trước. Ờ dòng trước là anh em sao là cùng cha khác mẹ. Cùng mẹ khác cha. Cùng mẹ khác cha. Coi như là chú con giống như độc thân rồi. Như độc thân vậy đó. Trai một á. Trai một. Ba anh em sao là trai gái chú? Cũng trai không luôn. Mà cũng chắc cũng đâu có thân ha. Cũng Tết cũng về cũng rồi cái bữa hai bữa thì vậy rồi mạnh ai cũng về xong. Đây hình tên bằng là ba mẹ chú hay sao? Đây ông già vợ, bà già vợ. Đây là quê vợ của chú hả? Đây là quê vợ. Đất ở đây là cũng của ông già vợ. Hồi đó ông để lại trả tiền từ từ vậy đó. Bà đi bán vé số, ngày bà cho trả nhiêu bà trả vậy đó. Tính anh hỏi em là dạ. Rồi ví dụ như quay lên gì em có ngại không? Dạ không anh. Yeah. Bình thường có mắc cỡ không? Dạ. Đâu có gì mình anh nghèo, mình sư thật mình nghèo mà lấy gì mắc cỡ. Muốn quen bạn gái quay lên gì có mắc cỡ ngại á. Anh Quý. Không, cái này là sự thật. Dạ. Không ngại đó. Thì quay có gì đâu phải ngại đâu. Quá khổ rồi. Không quay lên thì có thể sập, có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào luôn á. Người anh lớn thì phải nuôi cháu nội nè, con của mình. Em thì phải phụ tiền điện gia đình, còn cô thì phải bán cô bán vé số nuôi chú. Còn dạ. Hai người em nữa thành nữ là gia đình tính ra là quá khổ. Ừ.
lúc đầu con thì cứ nghĩ là gia đình mình có anh em lớn nhiều như như tính nè, nó cũng có sức lao động không khổ lắm. Còn đâu ba đứa nhỏ không chú? Còn hai thằng nhỏ. Hai đứa lớp 4. Hai ba đứa ở đây nè. Ừ đó đó. Mới học lớp 4 rồi chú ơi. Mới học lớp 4 à. Mới vô con tưởng đâu là gia đình mình là siêu siêu sinh đẻ. Cô bác anh chị không biết là tại vì buổi hồ đến cũng buổi chiều nên cái khung cảnh nhà cửa nó cũng mờ mờ ảo ảo cô bác anh chị. Những cái đây là cái bàn thờ ba mẹ vợ của nhà của chú Liêm nè. Những cái khung cửa, những cái đường điện đi ở trong này phải chấp giá một cách rất là tạm bợ. Mà không biết thì mưa gió, những trận mưa gió sắp tới thì sẽ nượng đến tánh mạng khi nào. Yeah. Em cầm một cái dây này nè, em châm 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 vô á, làm ghê quá. Cô bác cái gì thấy trên này nè. Thật ra thì càng đi thì thấy càng khổ, mà mong cô bác quý anh chị hãy cùng chung tay giúp đỡ cho chú Liêm có một cái căn nhà tiền chế thôi là cũng đủ rồi ha. Dạ. Chỉ ở nền thì có sẵn rồi thì mình khoảng chừng 30 triệu là được rồi, 35 triệu là được rồi. Cô được bán tới giờ chưa về luôn à, chiều nay nhà mình ăn cơm nước với gì à? Chiều nay giờ nhà mình ăn cơm nước với gì? Cơm thì bà mua cái cá cơm á. Dạ. Cá cơm gì kho lạc. Dạ. Cá cơm gì kho lạc rồi ăn. Ờ. Thì mong là cái clip này lên sẽ được mọi người quan tâm ha. Dạ. Cái mà có thể mà ủng hộ cho gia đình của chú. Dạ. Cảm ơn nhiều luôn. Ừ. Quý đồng bào rồi này kia cảm ơn nhiều dữ lắm luôn. Sao mà có che mưa che nắng ở được rồi. Ừ. Chứ dạ. Ngoài ra không có cái gì nữa, mong muốn gì nữa hết. Điện ở nhà là mình tự đi không hay vậy chú? Ừ tự lên đi. Ừ. À. Cái nhà nếu mà nó mà bị nẻ một mối là nó giật chết chưa? Chết hết. Ừ. Không ai sống. Tôm sẽ chạm vô là lụm liền. Mong cô bác quý anh chị có thương tình thì con sẽ cố gắng đăng clip này lên sớm để có giúp được càng sớm càng tốt. Ngôi nhà sắp sập. Ngôi nhà sắp sập. Ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào. Thôi thì con đến đây thì cũng trễ, hình thử không có chuẩn bị nhiều. Phải đi gặp rất nhiều hoàn cảnh. Hôm nay con đến đây đại diện cho bà trưởng ở Mỹ á. Gửi cho chú trước mắt 1 triệu ha. Dạ. Cho chú với cô có vậy cũng cảm ơn mấy cô bác đến đây hàng cháu nó có giúp cho 1 triệu. Dạ. Vậy là cảm ơn cũng nhiều lắm. Dạ. Để xây sở rồi này kia trước mắt là gửi trước 1 triệu đi rồi mai mốt cố gắng cho sao. Dạ. Bây giờ để mà có thể xây sở này kia. Dạ. Bây giờ có được 10 mấy triệu rồi, mình kiếm thêm khoảng chừng 30 triệu nữa là được rồi. Dạ. Em có muốn nói lời nào không tính? Em có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Em rất muốn sửa nhà này lại để cho gia đình em ở cho nó an toàn. Có một mình em làm cái em gánh không nổi đúng không? Được. Gánh đâu nổi. Ờ tính anh hỏi em là ngày xưa là em học lớp mấy em nghỉ? Là lớp 10. 10 em nghỉ hả? Là mình không có đủ điều kiện đi học nữa hả? Dạ. Ừ. Ở chú trong số nhà nhỏ thì lắm đắm không sợ cho chú. Thì chú ở nhà chú giữ nó tối ngày vậy đó. À, nó thì nó đi cứu một hai người thân say bỉ lắm luôn. Ừ. Con thấy bà ba là khổ nhưng mà con chú còn khổ hơn bà ba nữa. Tại bà ba nó không có độ nguy hiểm. Mà nhà của chú có độ nguy hiểm. Con đi con tưởng đâu là ghé vô nhà của chú là ghé vô dàn điện cao thế chứ. Nói như vậy chứ hôm nay có dịp được anh Quý cũng là dân địa phương ở đây mà giới thiệu đến đến con những cái hoàn cảnh mà cực kỳ khó khăn như là chú Liêm với lại Tính hôm nay thì đáng tiếc là không có gặp hết những thành viên trong gia đình của mình vì cuộc sống mưu sinh. Thì hôm nay thì thay mặt cho bà trưởng thì trao cho gia đình của mình trước 1 triệu để trang trải khó khăn trong cuộc sống. Thì khi nào mà Mạnh Thường Quân có chúng ta giúp đỡ thì con sẽ liên hệ đến gia đình, đến anh Quý cũng như là gia đình của chú.
cảm ơn để mà nhiều có thể giúp đỡ. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước đã hỗ trợ cho, đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thôi con chào chú nha, cũng trễ rồi. Con chào và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn quý với chú nhiều lắm.